Ngày hôm nay thực sự là một trận đấu mà chúng ta sẽ có cơ hội được chứng kiến cận cảnh các cầu thủ của lứa U23 này thi đấu trong một trận đấu chính thức. Trong 1-2 năm vừa qua thì không có nhiều những cơ hội cọ sát và thi đấu ở những giải đấu khác nhau dành cho những cầu thủ đang xuất hiện trên màn hình của quý vị ở cả màu áo đội tuyển U23, đội tuyển quốc gia hay là các câu lạc bộ tại các giải vô địch quốc gia hoặc là giải hạng nhất. Ban tổ chức trận đấu thực hiện rất chặt chẽ những quy định để phòng Covid-19. Và ban tổ chức không quên nhắc hai đội khi chụp ảnh trước giờ bóng lăn cũng phải thực hiện đúng những quy định này. Đây mới là lần đầu tiên đội bóng của chúng ta thi đấu trên sân vận động Don Leon Muzakov. Và đội bóng của chúng ta cũng không có buổi tập nào trên sân đấu này. Vì sân đấu này trước đó ngày 24 tháng 10 còn tổ chức những trận đấu của một giải đấu khác. Và để đảm bảo chất lượng mặt cỏ thì trong một ngày trước khi bóng lăn hôm nay, ban tổ chức không xếp các đội được đá tập trên sân chính. Cũng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh mà một số kế hoạch đi du đấu và tập huấn để làm quen với điều kiện thời tiết của U23 Việt Nam cũng không thực hiện được. Nhưng việc có mặt tại Kyrgyzstan từ sớm và trong những ngày vừa qua, các buổi tập cũng đã giúp cho các cầu thủ chúng ta dần làm quen và thích nghi được với điều kiện thời tiết giá lạnh tại Kyrgyzstan. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là ông Chejang Yop, người Hàn Quốc, và hai trợ lý của ông Chejang Yop đều là các nữ trọng tài. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ rằng đội tuyển U23 Việt Nam không có nhiều thông tin về đối thủ của mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng với sự tự tin mà chúng ta có được ở trong những buổi tập vừa qua, với những chiến thắng ở trong những trận đấu giao hữu và với một dàn cầu thủ được đánh giá là đồng đều trong thời điểm hiện tại này, thì người hâm mộ Việt Nam hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào một sự khởi đầu như ý tại vòng loại U23 này ở bảng Y của đội tuyển U23 Việt Nam. Hiệp đấu đầu tiên của cuộc đối đầu giữa Đài Bắc Trung Hoa và Việt Nam đã được diễn ra. Trong hiệp đấu đầu tiên, U23 Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Người vừa thực hiện quả ném biên là Lê Văn Đô. Lê Văn Đô đang được bố trí chơi lệch sang bên phía cánh phải, nơi hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam. Những người còn lại có thể là Liễu Quang Vinh ở bên phía cánh trái và cặp trung vệ ngày hôm nay là Thanh Bình và Việt Anh. Đã có tiếng gọi thổi phạt đối với cầu thủ của đội tuyển U23 Đài Bắc Trung Hoa. Sân vận động Omuzakov cũng vừa tổ chức các trận đấu tại vòng loại giải bóng đá nữ châu Á. Do vậy mà mặt sân mà chúng ta đang được nhìn thấy trên màn hình cũng không phải là quá tốt, nhất là ở trong thời điểm mà điều kiện thời tiết tại Kyrgyzstan đang rất lạnh. Một pha lấy bóng của U23 Việt Nam. Hữu Thắng. Không bất ngờ khi Đài Bắc Trung Hoa chọn lối chơi áp sát. Vẫn còn một pha tranh chấp quyết liệt của Xuân Tú. Xuân Tú và Văn Đạt là những cầu thủ đá cao nhất ở trong đội hình của U23 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm nay. Xuân Tú. Hợp lý. Quả đá phạt góc cho U23 Việt Nam. Đó là những tình huống phối hợp thoáng đạt mà cao thủ áo đỏ đang tạo ra ở bên phía hành lang cánh phải theo hướng tấn công của mình. Và khi xuất hiện ở bên phía cánh phải thì Lê Văn Đô cũng cho thấy khả năng có thể leo biên tham gia nhiều vào những tình huống tấn công của đội bóng áo đỏ. Đây cũng có thể coi là một cơ hội dành cho U23 Việt Nam với những cầu thủ có chiều cao tốt như là Thanh Bình, như là Việt Anh. Hai trung vệ của U23 Việt Nam đã có mặt ở trong vòng cấm địa của U23 Đài Bắc Trung Hoa. Đấy.
trong trận đấu ngày hôm nay thì đội tuyển U23 Việt Nam gồm có thủ môn Nguyễn Văn Toản, các đội còn lại gồm có số 3 Lữ Quang Vinh, số 4 Nguyễn Thanh Bình, số 5 Bùi Hoàng Việt Anh, số 7 Trần Văn Đạt, số 9 Lê Xuân Tú, số 10 Lý Công Hoàng Anh, số 13 Nguyễn Hữu Thắng, số 15 Lê Văn Xuân, số 19 Lê Văn Đô và số 20 Mai Xuân Quyết. Hữu Thắng. Ngày nay thì Hữu Thắng mang cho áo số 13. Trên đây thì số áo của Hữu Thắng thường là số 10. Nhìn chung so với trận đá giao hữu thì đội tuyển U23 Việt Nam gần như là thay đổi số áo của các cầu thủ. Phần lớn các cầu thủ đều đã thay đổi số áo của mình so với những trận đấu trước Tajikistan hay Kyrgyzstan. Một vài pha bóng đầu tiên cho thấy là các cầu thủ áo xanh cũng đang có được một sự nhập cuộc khá tự tin. Đường chuyền của Liễu Quang Vinh. Xuân Tú. Rất hay. Xuân Tú đang chơi đầy sung sáo ở trong những phút vừa rồi. Hữu Thắng. Chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi ở những tình huống xử lý tạo ra độ biến cao của Hữu Thắng. Ngày hôm nay thì Hữu Thắng đã thế vị trí của Hai Long. Ở trận đấu với Kyrgyzstan thì Hai Long đã có dấu hiệu bị đau. Và cũng có thể do lý do chiến thuật mà ngày hôm nay Hai Long đang không đá chính. Phá tốt. Coi, không bao. Pha lý bóng có thể nói là nguy hiểm đầu tiên của U23 Việt Nam với sự xâm nhập của Xuân Tú. Và người chuyền bóng từ bên phía kênh trái là Lê Văn Xuân. Đó là một pha bóng triển khai ở tốc độ cao và rõ ràng là những tình huống như vậy chúng ta đã rất thuộc bài ở trong những trận đấu giao hữu vừa qua. Thì pha phối hợp nhanh và các cầu thủ cũng giữ điểm cực kỳ quyết đoán. Điều kiện mặt sân cũng ảnh hưởng tới khả năng kiểm soát bước một của các cầu thủ. Đội xuất phát của Đài Bắc Trung Hoa trận đấu này gồm thủ thành Mao số 1 Lee Kwan Pei, cao thủ số 2 Liang Meng Xin, số 3 Chang Xin Hwan, số 4 Wang Yi Yu, số 6 Wang Ju Meng, số 7 Lee Min Wei, số 8 Yu Wen Su, số 9 Lee Wei Chen, số 11 Lin Chu Kai, số 12 Quang Cheng Han và số 14 Yu Shao Xing. Đó là một đường bóng triển khai tấn công của Liễu Quang Vinh và tất cả đều đang được thực hiện khá nhịp nhàng để có thể giúp đội tuyển U23 Việt Nam đưa bóng lên bên phía phần sân của U23 Đài Bắc Trung Hoa. Với chiều cao tốt, thể hình lý tưởng và khả năng chọn vị trí hay nên Lê Xuân Tú xứng đáng là tiền đạo mục tiêu của U23 Việt Nam ở trận đấu này. Trong khi đó thì Trần Văn Đạt đang rất tích cực di chuyển. Bóng đá Việt Nam bây giờ đang có những thế hệ cầu thủ có thể hình rất đẹp. Liễu Quang Vinh, Bùi Hoàng Việt Anh hay Lê Xuân Tú đang là những cầu thủ như vậy bên phía đội tuyển U23 Việt Nam. Các thủ U23 Đài Bắc Trung Hoa rất chịu khó chạy chỗ và di chuyển không bóng. Những phút đầu tiên thi đấu có sự tự tin của Đài Bắc Trung Hoa. Các thủ áo xanh cũng rất chủ động và không ngại thực hiện những pha bóng xử lý kỹ thuật. Trần Văn Đạt. Đó là pha xử lý thanh thoát của Trần Văn Đạt. Lý Công Hoàng Anh. Những cầu thủ như là Liễu Quang Vinh, Nguyễn Thanh Bình hay là Bùi Hoàng Việt Anh đều là những người đã có kinh nghiệm
thi đấu tại V-League. Văn Đạt rất chịu khó di chuyển và hút người. Quang Vinh. Chúng ta chờ đợi những pha phối hợp giữa Quang Vinh và Lê Văn Xuân. Cơ hội. Từ đây. Dứt điểm. Vẫn còn. Mặt sân tương đối cứng. Văn Xuân. Ở đâu? Chưa có bàn thắng cho U23 Việt Nam. Đó lại là một tình huống khác mà bóng từ bên phía cánh trái được triển khai vào trong một cách cực kỳ mạch lạc để những vị trí ở phía bên trong có cơ hội dứt điểm. Đây là trận đấu mà Lê Văn Xuân được trả lại bên phía cánh trái quen thuộc, khác hẳn với hai trận đấu giao hữu trước thềm vòng loại này khi mà Lê Văn Xuân thường đá ở bên phía cánh phải. Nhưng này khi trở lại cánh trái, nơi mà Lê Văn Xuân để lại nhiều dấu ấn trong máu câu lạc bộ Hà Nội, thì cầu thủ Mao số 15 đã tham gia rất tích cực vào những tình huống lên bóng nguy hiểm của U23 Việt Nam. Gần như cho đến lúc này, ba tình huống nguy hiểm mà chúng ta tạo ra đều có dấu giày của Lê Văn Xuân. Từ đầu trận đến giờ thì truyền hình nước chủ nhà chưa cho chúng ta được theo dõi những tình huống quay chậm để có thể rõ ràng hơn về cách thức phối hợp, sự di chuyển của các vị trí trên sân bên phía đội tuyển U23 Việt Nam. Nhưng rõ ràng là những pha bóng ở bên phía cánh trái như vậy đang được thực hiện một cách cực kỳ hiệu quả. Đó là điều mà chúng ta đã phần nào thể hiện ở trong trận đấu giao hữu gần đây nhất gặp U23 Kyrgyzstan. Cú đánh đầu chiến thuật. Lý Công Hoàng Anh. Mặt sân không thực sự lý tưởng cho những pha xử lý kỹ thuật của các cầu thủ U23 Việt Nam. Mặt sân cứng làm cho độ nảy của trái bóng là một thách thức khó khăn với các cầu thủ của chúng ta. Những cầu thủ đá ở biên của đội tuyển U23 Việt Nam đang tạo ra những hướng tấn công đầy hiệu quả. Hoàng Anh, Lê Văn Đô. Hoàng Anh. Có penalty không? Trận đấu vẫn tiếp tục. Trận đấu gặp Kyrgyzstan thì Hoàng Anh mang băng đội trưởng của U23 Việt Nam. Văn Đô. Văn Đô là người đã mở tỷ số trận đấu đó với một quả penalty thành công. Đường chuyền hướng tới vị trí của Trần Văn Đạt. Đến lúc này thì có thể hình dung là U23 Việt Nam đang chơi với ba trung vệ. Đó là Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình và Liễu Quang Vinh. Trong khi đó thì Lê Văn Xuân đá bên phía cánh trái và Văn Đô ở bên phía cánh phải. Liễu Quang Vinh. Chúng ta đang chơi với sơ đồ 5-3-2. Đó là một tình huống can thiệp rất đúng lúc của Thanh Bình. Và bóng lại về chân của Lý Công Hoàng Anh. Cầu thủ mang áo số 10 của U23 Việt Nam đang đóng một vai trò tổ chức tương đối rõ rệt trong việc phân phối và phát triển bóng. Thanh Bình. Sự kết hợp của Lý Công Hoàng Anh và Hữu Thắng ở tuyến giữa không mang đến một sự chắc chắn cho khâu phòng ngự từ xa. Nhưng có lẽ trong một trận đấu như thế này thì điều đó không phải là quá quan trọng. Từ đầu trận đến giờ thì Thanh Bình đang cho thấy mình là một chốt chặn được phát huy một cách rất hiệu quả. Việt Anh. Lê Văn Đô. Những đường nét trong các pha phối hợp của đội tuyển U23 Việt Nam cũng đang phảng phất hơi hướng lối chơi của đội tuyển quốc gia. Đó là những tình huống phối hợp nhóm rất ăn ý để thoát sức ép từ phía cầu thủ đối phương. Các vị trí trên sân chịu khó di chuyển không bóng.
Và đó là điều mà chúng ta đã có được ở trong những cơ hội từ đầu trận đến giờ. Đường chuyền của Trần Văn Đạt. Pha xâm nhập là của Mai Xuân Quyết. Mai Xuân Quyết là một trong những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở V-League nhất trong số các cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại. Mai Xuân Quyết thậm chí đã có 5 bàn thắng ở đấu trường V-League trong áo câu lạc bộ Nam Định. Đó vẫn là những tình huống triển khai phát động tấn công chính xác của Thanh Bình. Và một lần nữa bóng được hướng sang bên phía cánh trái dành cho Lê Văn Xuân. Lúc này thì những pha xử lý của U23 hơn. Cao thủ của chúng ta cũng đã quen với điều kiện thi đấu hơn. Phải nói là trong một điều kiện thi đấu trời khá lạnh như ở Kyrgyzstan và mặt sân cứng như thế này mà chúng ta không có một buổi tập làm quen sân thì khá là thiệt thòi. U23 Đài Bắc Trung Hoa rất chịu khó áp sát. Vừa rồi là lỗi của Thanh Bình. Ba cầu thủ đáng chú ý nhất của Đài Bắc Trung Hoa mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã nhắc tới là Liang Menxin mang áo số 2, số 7 Li Mingwei và số 8 Wu Yansu. Đó là những cầu thủ chơi cho cả đội tuyển quốc gia của Đài Bắc Trung Hoa. Bản đồ xử lý tương đối mềm mại bên phía cánh phải. Người vừa chuyền bóng là Trần Văn Đạt và đây là Liễu Quang Vinh. Một tình huống dâng lên hơi cao của Liễu Quang Vinh. Nhưng cũng ngay lập tức thì Văn Xuân và các đồng đội lui về để hỗ trợ phòng ngự. Chắc chắn đó là lỗi từ phía cầu thủ áo xanh. Cho đến lúc này thì khả năng bọc lót lẫn nhau giữa Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình và Liễu Quang Vinh vẫn đang được đảm bảo. Khi mà Liễu Quang Vinh có xu hướng dâng cao trong tính vừa rồi thì những vị trí tiền vệ còn lại cũng đã kịp thời bọc lót và lui về rất nhanh để tham gia hỗ trợ và tăng cường thêm người cho tuyến phòng ngự của đội nhà. Văn Xuân và Văn Đô là những cầu thủ đáp ứng những yêu cầu của Liên Park Hang Seo, đó là khả năng chơi ở nhiều vị trí. Và ngày hôm nay họ đang xuất hiện ở những vị trí hoàn toàn khác so với những trận đá giao hữu. Văn Xuân. Tuyến trên của U23 Việt Nam đang chịu khó áp sát và nó khiến cho đội tuyển U23 Đài Bắc Trung Hoa đang buộc phải hóa giải sức ép bằng những tình huống chuyền dài lên phía trên. Thì trong những pha bóng như vậy thì cả Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh cũng đều đang chế ngự một cách rất tốt những đường bóng dài từ phía đối phương. Lý Công Hoàng Anh, Xuân Tú. Lúc này thì Bùi Hoàng Việt Anh đang đá trung vệ lệch phải, Nguyễn Thanh Bình đá trung tâm và Liễu Quang Vinh đá lệch trái. Cầu thủ của chúng ta đang rất tích cực đeo bám và sẵn sàng tạo sức ép ngay bên phần sân của Đài Bắc Trung Hoa. Mười một bảng đấu vòng loại đang diễn ra để tìm ra 11 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền trực tiếp cùng với 4 đội xếp ở vị trí
thứ hai có thành tích xuất sắc nhất bên cạnh đội chủ nhà Uzbekistan dự giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 6 năm 2022. Trong những lần tham dự vòng chung kết U22 châu Á năm 2016 và 2018 thì đội bóng của chúng ta tham dự với tư cách là đội nhì bảng có thành tích xuất sắc. Còn khi đội bóng của chúng ta dự giải U23 châu Á năm 2020, thầy trò Park Hang-seo tham dự với tư cách là một trong những đội đầu bảng khi chúng ta đã có những kết quả tốt trên sân nhà trước Indonesia, Thái Lan. Việt Anh. Đường chuyền vừa rồi là của Mai Xuân Quyết. Lê Văn Đô. Hữu Thắng. Hữu Thắng. Văn Xuân. Bước một rất hay. Vẫn là Văn Xuân. Bóng không tới được vị trí của Trần Văn Đạt. Lại thêm một đường bóng bổng nữa từ phía U23 Đài Bắc Trung Hoa. Nhưng mọi thứ vẫn đang được đảm bảo bên phần sân nhà với hai trung vệ có thể hình rất tốt là Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình. Cao thủ U23 Đài Bắc Trung Hoa cũng là những người sở hữu trình độ cá nhân khá tốt. Đây là đội trưởng của họ Hoàng Du Minh. Lê Văn Đô. Đã có lỗi với Bùi Hoàng Việt Anh. Liễu Quang Vinh. Lê Văn Xuân. Lê Văn Xuân chơi bám biên và cũng đã có được khá nhiều những khoảng trống từ đầu trận đến giờ. Xuân Quyết. Với những diễn biến đã qua thì có thể thấy là Lê Văn Xuân là một mắt xích rất quan trọng trong cách xây dựng lối chơi tấn công của U23 Việt Nam. Trong khi đó thì ba tiền vệ là Xuân Quyết, Hữu Thắng và Hoàng Anh tích cực di chuyển. Và họ cũng luôn rất sẵn sàng để hỗ trợ cho hệ thống phòng ngự khi Văn Đô hay Văn Xuân dâng cao, hoặc thậm chí là như Liễu Quang Vinh trong những tình huống có mặt ở bên phần sân đối phương như thế này. Ở thời điểm đầu trận đấu thì các cầu thủ U23 Đài Bắc Trung Hoa vẫn còn đang duy trì được một nền tảng thể lực tốt. Họ đang co cụm ở ngay phía trước khung thành của đội nhà và chịu khó bắt người. Đó cũng là lý do mà chúng ta thực hiện nhiều những quả bóng đưa sang hai biên dành cho Văn Xuân ở bên phía cánh trái và Văn Đồ ở bên phía cánh phải. Quang Vinh. Văn Xuân. Khá hay. Không có tình huống phạm lỗi đối với Văn Đạt. Tình huống can thiệp kịp thời và chúng ta vẫn luôn có đủ người bên phần sân nhà. Hai phút đã trôi qua, tỷ số trên sân đang là không đều và với tình huống phạm lỗi vừa rồi với Lê Văn Xuân thì cầu thủ mang áo số 7 Lin Mingwei của U23 Đài Bắc Trung Hoa đã phải nhận thẻ vàng của trọng tài. Đây là một trong những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm nhất của U23 Đài Bắc Trung Hoa. Trận đấu đầu tiên ở một giải đấu chính thức, cho nên rõ ràng đội bóng của chúng ta cần thêm thời gian để tạo ra một lối chơi nhịp nhàng hơn nữa, nhuần nhuyễn hơn nữa. Có lẽ trước một đội bóng chấp nhận chơi với số đông cầu thủ bên phần sân nhà như U23 Đài Bắc Trung Hoa, đội bóng của chúng ta nếu tiếp tục kiên định với lối đá để có được sự bền bỉ thì việc phá vỡ thế bế tắc của trận đấu cũng không phải quá khó.
Một trong những hình ảnh quen thuộc của các đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam là hình ảnh huấn luyện viên Park Hang-seo. Thì từ đầu trận đến giờ chúng ta vẫn chưa một lần thấy được vẻ mặt hay là những động tác của ông ở ngoài sân. Đường chuyền, bóng chạm tay mất rồi. Lại là pha thắt xuống của Lê Xuân Tú. Xuân Tú đã đánh đầu mở tỷ số trong trận đấu với Tajikistan. Một tình huống thoát xuống rất hay để phá bẫy việt vị của hàng phòng ngự U23 Đài Bắc Trung Hoa. Nhưng tiếc là tình huống không chơi bóng lại không được như ý. Levando thì cho thấy sự mềm mại trong lối chơi của mình. Hai cầu thủ đá biên là Levando bên phía cánh phải và Lê Văn Xuân ở bên phía cánh trái đang tạo ra những điểm nhấn nhất định. Một trận đấu như thế này với công tác truyền hình như chúng ta đang thấy thì nếu huấn luyện viên của Myanmar có muốn xem kỹ đội bóng chúng ta chơi thế nào cũng gặp khó khăn. Chúng tôi đã rất muốn thấy một góc máy toàn rộng hơn để có thể nhìn nhận một cách chính xác nhất về sơ đồ chiến thuật của U23 Việt Nam, nhưng điều đó thực sự là khó khăn. Khá hay. Loạt những pha xử lý kỹ thuật của Lee En Su. Chất lượng chơi bóng của các cá nhân bên phía U23 Đài Bắc Trung Hoa đã được thể hiện khá tốt ở trong những phút vừa qua của trận đấu. Có lẽ đó cũng là lý do mà chúng ta đã có sự tôn trọng tối đa dành cho đối thủ khi luôn có đủ người bên phần sân nhà. Mai Xuân Quyết, Thành Bình, Việt Anh, Văn Đô. Đội bạn cũng xếp một tiền đạo mục tiêu mang áo số 9 là Lee Wei Chen. Nhưng khác với chúng ta, đội ngũ hỗ trợ cho hàng công, hỗ trợ cho Lee Wei Chen thì rất mỏng. Đài Bắc Trung Hoa vẫn đang rất kiên trì để tạo ra nhiều lớp phòng ngự. Những tình huống bọc lót cho nhau, hỗ trợ cho nhau như vừa rồi giữa Hoàng Anh và Hữu Thắng là cần thiết. Sự áp sát liên tục đến những vị trí nhận bóng của đội tuyển U23 Việt Nam. Lý Công Hoàng Anh, đây là Bùi Hoàng Việt Anh. Câu lạc bộ Hà Nội đóng góp tới 7 cầu thủ trong danh sách của U23 Việt Nam tại vòng loại lần này. Bùi Hoàng Việt Anh là một trong những người như vậy, bên cạnh Lê Văn Xuân nữa. Dấu ấn đầu tiên của Lê Văn Xuân với người bóng đá Việt Nam có lẽ là trận tranh siêu cúp với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là trận đấu diễn ra vào tháng 3 năm 2020. Lê Văn Xuân xuất hiện ở bên phía cánh trái ở trận đấu đó và để lại rất nhiều dấu ấn. Cũng kể từ Văn Xuân rất được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tín nhiệm và cho đến ngày thì Lê Văn Xuân đã có 24 trận chơi ở V-League. Đợt lên bóng tốc độ của U23 Đài Bắc Trung Hoa. Rất tốt. Pha xử lý vừa rồi là của Thanh Bình. Chúng ta nghe rõ chỉ đạo từ ban huấn luyện của U23 Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này vẫn là huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng người trước đó thường thay thế nhiệm vụ của huấn luyện viên Park Hang-seo khi vị huấn luyện viên người Hàn Quốc bận tập trung đội tuyển quốc gia là ông Kim Han-jun. Pha xử lý của Thanh Bình.
Từ đầu trận đến giờ thì Thanh Bình mang đến một cảm giác an toàn khi chỉ huy rất hiệu quả hàng phòng ngự của U23 Việt Nam. Liễu Quang Vinh. Mai Xuân Quyết. Hữu Thắng. Việc bố trí Xuân Tú như là một tiền đạo mục tiêu trong những phút vừa rồi có vẻ như vẫn chưa thật sự phát huy hiệu quả, khi mà số đông các hậu vệ của U23 Đài Bắc Trung Hoa vẫn đang ngăn chặn được khá tốt những tình huống thoát xuống của Xuân Tú. Và trong những tình huống như thế thì tôi thấy là Mai Xuân Quyết tích cực dâng cao hơn. Tỷ số vẫn là không đều sau 30 phút thi đấu của trận đấu giữa U23 Đài Bắc Trung Hoa và U23 Việt Nam. Khi Mai Xuân Quyết dâng cao thì Trần Văn Đạt lại có xu hướng đá thấp. Pha chồng biên không thành công của Hoàng Anh. Mọi sự khởi đầu đều có những khó khăn. Và những gì mà chúng ta đang trải qua trước Đài Bắc Trung Hoa cũng là một điều dễ hiểu. Việt Anh đã bị phạm lỗi. Pha phạm lỗi của Lee Wei Chen. Anh Cường có thấy là nhìn những trung vệ của chúng ta như Thanh Bình hay Việt Anh có một thể hình lý tưởng như vậy cũng là một điều rất đáng mừng cho thế hiện tại của bóng đá Việt Nam. Nó mang đến một sự an tâm rất lớn, ít nhất là trong những tình huống trong bóng bổng từ đầu trận đến giờ. Hàng phòng ngự của U23 Đài Bắc Trung Hoa vừa rồi vẫn đang thi đấu cực kỳ tập trung. Đó là một pha bóng mà cầu thủ mang áo số 20 Mai Xuân Quyết đã nỗ lực nhưng không thể chiến thắng được hai cầu thủ của đối phương. Đó là pha can thiệp của Liễu Quang Vinh nhưng bóng vẫn trong chân của Đài Bắc Trung Hoa. Trần Văn Đạt rất khôn ngoan. Văn Đạt, có đến 3 cầu thủ áo xanh vây quanh Văn Đạt ở trong pha đi bóng vừa rồi. Đúng là trong ít phút vừa rồi thì Văn Đạt đã đá thấp hơn và Mai Xuân Quyết được đẩy lên đá cao hơn. Đội tuyển U23 Việt Nam đang thi đấu khá đều. Dẫu vậy chúng ta vẫn đang chờ đợi một nhân tố có thể tạo ra sự đột biến và bất ngờ cho đối thủ. Vừa rồi là một đường chuyền dài của Việt Anh cho Xuân Tú. Xuân Tú. Hữu Thắng. Lê Văn Xuân. Cầu thủ áo xanh rất tích cực đeo bám và sự tích cực trong di chuyển của họ khiến cho không gian khoảng trống đối với cầu thủ áo đỏ là rất xa xỉ đến lúc này. U23 Đài Bắc Trung Hoa đang không để cho các cầu thủ U23 Việt Nam có thể áp sát được gần hơn với khu vực 16m50. Lê Văn Xuân vẫn là sự cần cù của số 15 ở bên phía hành lang cánh trái của đội tuyển U23 Việt Nam. Đã có lỗi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Một lần rất hiếm hoi mà đội tuyển U23 Việt Nam được hưởng một quả đá phạt ở vị trí gần với vòng cấm địa của đối phương. Từ đầu trận đến giờ thì U23 Đài Bắc Trung Hoa cũng rất hạn chế những tình huống phạm lỗi như vậy và cũng không để xảy ra quá nhiều những quả phạt góc. Khi chúng ta có trong đội hình những cầu thủ có chiều cao lý tưởng và sẵn sàng ghi bàn, cơ hội rõ rệt nhất của U23 Việt Nam cho đến thời điểm này cũng là một quả đánh đầu. Đánh đầu! Vẫn chưa có bàn thắng mở tỷ số dành cho U23 Việt Nam. Thủ môn của đội bạn đang bị đau. Lê Văn Xuân là người được lựa chọn để thực hiện những quả đá phạt cho chúng ta. Lê Văn Xuân có thể đá tốt bằng cả chân trái lẫn chân phải. Đó là tình huống mà hai cầu thủ của U23 Đài Bắc Trung Hoa đã va chạm với nhau, gây ra môn Lee Kwan Pei của đội bóng này. Đài Bắc Trung Hoa đang có hai thủ môn dự bị, đó là Sai Yu Sang và Kai Pulun. Trận đấu mà chúng ta đang theo dõi diễn ra vào lúc 16 giờ giờ địa phương. Các trận đấu diễn ra sớm hơn vì vào buổi tối thì trời rất lạnh, nhiệt độ xuống thấp. Thủ thành Lee Kwan Pei có vẻ đang bị đau ở bên phía vai trái. Các thủ U23 Đài Bắc Trung Hoa đã duy trì được một cường độ đeo bám với các thủ U23 Việt Nam một cách liên tục. Trận đấu thứ hai của U23 Việt Nam tại bảng Y là trận đấu gặp U23 Myanmar. Trận đấu này diễn ra cũng vào 17 giờ ngày 2 tháng 11. Trước đó thì chúng ta sẽ có cơ hội để đánh giá đối thủ U23 Myanmar đá như thế nào khi đội bóng này gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 30 tháng 10. Ở những trận đấu đã diễn ra thì rất đáng chú ý khi mà U23 Thái Lan đã bị U23 Mông Cổ cầm hòa với tỷ số 1-1. Ở bảng đấu của Thái Lan có Malaysia, Mông Cổ và U23 Lào. Trong khu vực Đông Nam Á thì một kết quả tương đối bất ngờ khác là việc Timor Leste đã cầm hòa U23 Singapore với tỷ số 2-2. Thủ thành Lee Kwan Pei đã có thể tiếp tục thi đấu, trận đấu trở lại. Cho đến lúc này có thể thấy là trung vệ Thanh Bình rất chủ động trong những tình huống tranh chấp. Hoàng Anh. Văn Đô. Chưa có nhiều những tình huống tạo ra bất ngờ từ phía Hữu Thắng. Khá tốt. Cơ hội dành cho U23 Việt Nam. Đường chuyền mạnh quá. Đó là một pha xử lý hay nhưng Văn Đô đã không thể thực hiện được một cú chơi bóng tốt nhất vào trong cho đồng đội. Một đường bóng quá tầm từ cái chân phải của Lê Văn Đô vào trong. Và cũng may là tình huống vừa rồi đội bạn không có một đường chuyền thực sự tốt cho Lee Minh Wei.
quá đơn giản đối với Văn Toàn. Sự liên lạc giữa thủ môn Văn Toàn và các hậu vệ của U23 Việt Nam đang được duy trì tốt, rất chịu khó gọi nhau. Điều này giúp cho những pha ra vào của Văn Toàn hay là những tình huống xử lý của Thanh Bình và Bùi Hoàng Việt Anh đều đang đảm bảo sự an toàn. Liễu Quang Vinh, Hữu Thắng, hợp lý, Hoàng Anh, Văn Đô. Cần có những pha bóng diễn ra ở tốc độ cao hơn nữa. Hoàng Anh. Lần này thì trọng tài đã thổi phạt. Và càng lúc cùng với thời gian thì điểm đặt bóng trong những quả đá phạt của đội tuyển U23 Việt Nam càng trở nên gần hơn đối với khung thành của U23 Đài Bắc Trung Hoa. Trong một thế trận vẫn còn tương đối bế tắc như thế này thì chúng ta trông chờ nhiều vào những tình huống bóng chết. Những tình huống cố định có thể sẽ là một giải pháp để đội bóng của chúng ta phá vỡ thế bế tắc của trận đấu. Rất nhiều những cầu thủ có khả năng không chiến tốt đã có mặt trong khu vực cấm địa của đối phương. Quả đá phạt của Lê Văn Đô, đánh đâu vẫn chưa thể có được cú dứt điểm. Dứt điểm, cú đá của Hữu Thắng. Trọng tài không cho rằng Mai Xuân Quyết đã bị phạm lỗi. Liễu Quang Vinh. Chắc chắn là với một mặt sân như thế này thì những tình huống xử lý như vừa rồi với cao thủ sẽ thêm không ít khó khăn. Có thể sẽ cũng giống như hai trận đá giao hữu, U23 Việt Nam sẽ cần tới những sự thay đổi về mặt con người. Lại là một pha ngăn cản tốt của Thanh Bình. Cú đánh đầu của Văn Xuân. Trần Văn Đạt. Nguy hiểm. Pha khống chế bóng không thành công của Hữu Thắng. Tất cả những niềm hy vọng trên hàng công của Đài Bắc Trung Hoa gần như trông chờ cả vào Lee Min Wei. Hiệp đấu đầu tiên đang trôi về những phút cuối. Và cho đến thời điểm này thì những vị trí tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa tiếp cận được gần hơn với khung thành của đối phương. Lại là một đường truyền sai địa chỉ và nó mở ra một cơ hội phản công cho các cầu thủ áo xanh. Cầu thủ chúng ta đã mất chủ trong đường truyền vừa rồi và những pha để mất bóng như thế là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như là trước một đối thủ khác mà không phải là Đài Bắc Trung Hoa thì chúng ta sẽ rất dễ phải trả giá. Lý Công Hoàng Anh. Cái tốt nhất mà U23 Việt Nam tìm kiếm cơ hội đó là thực hiện những đường bóng ra biên. Đó là cách để chúng ta kéo giãn hệ thống phòng ngự của đối phương. Pha phối hợp mạch lạc từ phía đội bóng áo xanh. Một tình huống được giải nguy thành công. Nhưng quả thật là nếu như trước những đối thủ có khả năng tấn công khó chịu hơn, khi mà chúng ta đá với ba trung vệ và không có được sự bọc lót kịp thời hay sự lui về kịp thời của những Lê Văn Xuân hay Văn Đô thì sẽ có nhiều thách thức cho hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam. Khá nhiều những tình huống mà đội bóng của chúng ta bị hở sườn.
Nhưng may là Đài Bắc Trung Hoa không phải là một đội bóng có nhiều phương án tấn công hay. Quang Vinh lại một lần nữa thì một đường bóng từ phía cầu thủ đá vị trí phòng ngự đã không chính xác. Và nó khiến cho khung thành của thủ môn Văn Toản bị đặt trong thế rất nguy hiểm. Trong vòng có khoảng 5 phút vừa rồi thôi thì những sai sót từ các đường truyền từ những cầu thủ đá ở thấp nhất trong đội hình của U23 Việt Nam đang mang đến sự thiếu an toàn cho khung thành của đội nhà. Ngoài yếu tố khách quan như điều kiện thời tiết hay mặt sân cứng thì chúng ta cũng cảm nhận thấy là cầu thủ đang chơi có phần căng cứng. Sai số xuất hiện tương đối nhiều trong ít phút vừa rồi, trong tình huống phải nói là rất đơn giản. Đường truyền của Hữu Thắng vẫn chưa có những pha bóng thực sự sáng nước của U23 Việt Nam. Trần Văn Đạt, Hoàng Anh, Lê Văn Đô. U23 Đài Bắc Trung Hoa rất chịu khó đeo bám. Vừa rồi là pha phối hợp không thành công giữa Hoàng Anh và Mai Xuân Quyết. Phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi, nhưng thời gian đá bù giờ của hiệp đấu đầu tiên có thể sẽ khá dài vì thời gian chăm sóc với thủ thành Lee Kwan Pei. Cho hiệp đấu đầu tiên. Như vậy là có 2 phút thôi. Nếu chúng ta có được một bàn thắng để phá vỡ thế bế tắc ngay từ hiệp đấu đầu tiên thì hiệp 2 sẽ dễ đá hơn. Hệ thống phòng ngự gồm nhiều lớp của U23 Đài Bắc Trung Hoa đang mang đến nhiều khó khăn cho những đường truyền có tính quyết định của U23 Việt Nam. Lê Văn Đô vẫn chưa phải là một tình huống hướng quả bóng tới vị trí của Trần Văn Đạt. Nỗ lực là của Lê Xuân Tú. Hữu Thắng. Quang Vinh. Pha xử lý tốt của Thanh Bình. U23 Đài Bắc Trung Hoa chơi rất an toàn. Họ phá bóng dứt khoát trong những tình huống áp sát của cao thủ U23 Việt Nam. Như vậy là tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Hiệp 1 của trận đấu tại bảng Y vòng loại U23 châu Á 2022 giữa hai đội U23 Đài Bắc Trung Hoa và U23 Việt Nam đã khép lại. Tỷ số của hiệp đấu này là 0-0. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi và hy vọng ở một hiệp 2 khởi sắc hơn, và đặc biệt là những bàn thắng sẽ đến với đội tuyển U23 Việt Nam. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những bình luận sau khi hiệp 1 của trận này khép lại. Những chỉ số chuyên môn trong hiệp đấu đầu tiên chắc chắn là sẽ nghiêng hẳn về phía U23 Việt Nam. Nhưng điều quan trọng là bàn thắng thì vẫn chưa đến. Và thực sự U23 Đài Bắc Trung Hoa đã mang đến cho chúng ta rất nhiều những thử thách và khó khăn.
Và cũng giống như phần dự đoán của chúng tôi trong chương trình bình luận giữa trận, chúng ta đã có một sự thay đổi trên hàng công khi chúng tôi nhận thấy là Nguyễn Trần Việt Cường có vẻ như đã góp mặt ở trên sân. Ở trong hiệp 2 này thì U23 Việt Nam bảo vệ khung thành ở phía bên tay trái màn hình của quý vị. Đó là những pha chạm bóng của Nguyễn Trần Việt Cường. Và chúng ta cũng thấy một hình ảnh quen thuộc, đó là cao thủ áo xanh ập vào rất nhanh, bịt những khoảng trống hướng về khung thành của đội bóng này. Lại là một đội bóng từ bên phía cánh trái. Và không có một cầu thủ nào thứ hai của chúng ta có thể kịp thời dâng lên để dứt điểm. Nhâm Mạnh Dũng cũng đã góp mặt ở trên sân. Lỗi của cầu thủ 23 Việt Nam. Trong một thế trận như thế này thì lối chơi sáng tạo, khả năng tạo ra đột biến của những cầu thủ như Hữu Thắng là rất cần thiết. Hoàng Anh thì có khả năng sút xa, nhưng khi mà đội bạn chơi thế này thì rất ít khoảng trống để có thể thực hiện những cú đá từ xa. Trong hiệp 1 của trận đấu thì Hữu Thắng đã phải hoạt động ở cách rất xa so với khung thành của U23 Đại học Trung Hoa. Và vì thế mà tiền vệ này hầu như không phát huy được những quả đột phá sở trường của mình để tạo ra sự bối rối cho hàng phòng ngự đối phương. Trần Văn Đạt, Hữu Thắng. Khá hay. Việt Cường vừa thực hiện đường chuyền tốt. Văn Xuân. Nhịp đẩy bóng sau đó của số 15 U23 Việt Nam lại hơi mạnh. Văn Xuân. Hàng phòng ngự của đội bạn vẫn đang chơi cực kỳ tập trung. Lê Văn Đô. Đó là tình huống mà Trần Văn Đạt đã bị phạm lỗi. Những tình huống cầm bóng đột phá của cầu thủ Mao Sôi Ba Hữu Thắng cũng sẽ có thể là một làn gió mới dành cho đội tuyển U22 Việt Nam. Và đây là quả đá phạt của anh. Đội bạn vẫn đang tạo ra một sự tập trung cần thiết ở khâu phòng ngự. Xuân Tú. Như vậy là Nhâm Mạnh Dũng vào sân để thay cho Liễu Quang Vinh. Liễu Quang Vinh đã có những sai số với những đường chuyền hỏng ở cuối hiệp đấu đầu tiên. Mạnh Dũng vào sân sẽ thay thế đúng vị trí của Liễu Quang Vinh để lại. Không thể có tình huống qua người thành công của Lê Văn Đô ở bên phía cánh phải. Và cũng không có một quả đá phạt góc cho chúng ta. Xem những pha bóng này thì cũng có thể phần nào thấy rằng là U23 Đại Bắc Trung Hoa đã có sự nghiên cứu rất kỹ lưỡng lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam. Từng cá nhân ở trên sân và sở trường của các cầu thủ U23 Việt Nam, dường như là U23 Đại Bắc Trung Hoa đã có sự tìm hiểu kỹ và cũng đã bắt bài được khá nhiều. Cho dù so với hai trận đấu giao hữu thì ngày hôm nay Lê Văn Đô và Lê Văn Xuân có sự thay đổi vị trí. Trần Văn Đạt. Người có thể đã nhường vị trí
cho Trần Việt Cường là Mai Xuân Quyết. Việt Anh. Đường chuyền của Hữu Thắng. Lý Công Hoàng Anh. Nhấn mạnh giúp. Những phút đầu tiên xuất hiện ở trên sân thì Việt Cường đang rất tích cực di chuyển. Cơ hội đây rồi. Nhịp xử lý chưa thành công của Trần Văn Đạt. Nhìn những cầu thủ thi đấu ở trên sân thì có thể thấy rằng U23 Việt Nam đang có một dàn cầu thủ đồng đều và có thể hình hết sức lý tưởng. Trải đều ở cả 3 vị trí ở trên sân. Hoàng Anh. Nhâm Mạnh Dũng. Việt Anh. Văn Đô. Trần Văn Đạt. Một trong những cầu thủ chạy nhiều nhất cho đến lúc này của U23 Việt Nam chắc chắn là Trần Văn Đạt. Nhâm Mạnh Dũng. Vẫn hơi mạnh, nhưng chúng ta cần những pha bóng như vậy nhiều hơn để có thể làm giãn được hàng phòng ngự của đối phương, dù pha bóng vừa rồi mới chỉ hay về mặt ý tưởng. Rất mạnh mẽ pha xử lý của Nhâm Mạnh Dũng. Đường chuyền nhanh của Hữu Thắng. Nhưng chúng ta có thể thấy là hàng phòng ngự của Đài Bắc Trung Hoa không di chuyển. Luôn có rất đông người ở bên phần sân nhà. Họ giữ vị trí một cách tuyệt đối và làm cho chúng ta rất khó khăn trong việc xâm nhập vào khu vực cấm địa. Đó là một tình huống xử lý bình tĩnh của Bùi Hoàng Việt Anh. Thanh Bình. Lý Công Hoàng Anh. Đội tuyển U23 Việt Nam đang rất muốn đẩy cao tốc độ, nhưng chúng ta vẫn đang vấp phải một đối thủ chơi phòng ngự chặt chẽ và đang thi đấu cực kỳ tập trung. Xuân Tú. Bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của đội tuyển U23 Việt Nam. Hoàng Anh. Đó là Bùi Hoàng Việt Anh. Hữu Thắng. Đứng chiến. Đây rồi. Chết chơi. Cú đá của Văn Đô. Dường như là những quả chọc khe đang được phát huy nhiều hơn ở trong những phút vừa qua của hiệp 2. Tốc độ đập nhà cũng nhanh hơn. Chúng ta cần nhiều hơn sự đột phá trong cách chơi để có thể phá vỡ hệ thống phòng ngự đang được tổ chức rất kín kẽ của đội bạn. Lee Min Wei đã rời sân. Người mới có mặt là Phong Sao Chi. Nguyễn Trần Vật Cường cũng đã có được 2 bàn thắng cho Bình Dương ở sân chơi V-League. Sự xuất hiện của số 22 cho đến lúc này mang đến sự tích cực hơn trong những pha tranh cướp bóng và di chuyển của U23 Việt Nam. Hoàng Anh.
rất tốt. Lê Văn Xuân. Một góc máy khiến chúng ta hơi khó để có thể quan sát được cách di chuyển của các cầu thủ trên hàng tấn công trong tình huống lên bóng vừa rồi. Bùi Hoàng Việt Anh. Lê Văn Đô ở bên phía cánh phải và Lê Văn Xuân ở bên phía cánh trái vẫn đang là những địa chỉ được tin tưởng từ phía những đồng đội của mình. Và phù hợp tốt giữa Văn Toản và Thanh Bình. Việt Anh. Hữu Thắng. Chuẩn bị có thêm hai sự đổi thay đổi người nữa của U23 Việt Nam. Hai Long sẽ góp mặt. Người nhường vị trí là Hữu Thắng. Đó là những sự thay đổi để nhằm thay đổi diện mạo trên hàng công của U23 Việt Nam. Lê Xuân Tú cũng sẽ nhường vị trí. Và người thay thế Lê Xuân Tú là Bảo Toàn. Chúng ta có thể chờ đợi sự đột biến từ Hai Long với những quả sút từ xa đã mang đến thành công cho anh tại đấu trường V-League. Thanh Bình. Bùi Hoàng Việt Anh. Có thể những phút tới thì Nguyễn Trần Việt Cường sẽ đá vị trí của Lê Xuân Tú, vị trí tiền đạo mục tiêu. Trần Văn Đạt. Tôi có cảm giác rằng sức ép mà đội tuyển U23 Việt Nam đang tạo ra là khá tốt và chúng ta đang tiến gần hơn đến với khung thành của đối phương. Và trong hiệp đấu này thì những tình huống tấn công trực diện của đội tuyển U23 Việt Nam cũng đang thể hiện một cách rõ nét hơn. Đó là Hai Long. Một đường bóng ra biên thoáng đạt dành cho Lê Văn Xuân. Hải Long. Không được. Không có nhiều điều kiện để sút xa. Và khi thời cơ đến thì Lý Công Hoàng Anh đã cố gắng tìm cho mình một vận may. Dẫu chưa thể thành công ở trong tình huống vừa rồi nhưng những tình huống tấn công trực diện về phía khung thành của đối phương cũng đang là một điểm mới mà U23 Việt Nam thể hiện. Hoàng Anh. Hai Long. Đang xuất hiện những nhịp bóng có thể tạo ra sự bất ngờ cho hệ thống phòng ngự của đối phương khi mà Hai Long góp mặt ở trên sân. Trần Văn Đạt. Cú sút. Cú đá từ quá xa. Dẫu vậy thì cú đá của Lý Công Hoàng Anh ở trước đó ít phút và cú sút vừa rồi cũng mang đến những tín hiệu thay đổi dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Với việc tạo ra sức ép từ những cú sút từ xa. Ngoài Trần Văn Đạt vẫn đang được giữ lại thì gần như huấn luyện viên Park Hang-seo đang làm mới hàng công với sự xuất hiện của Nguyễn Trần Việt Cường, sự xuất hiện của Bảo Toàn. Đội bạn gần như không có ý đồ băng qua vạch giữa sân. Hoàng Anh. Không được.
Bóng được hướng tới vị trí của Trần Bảo Toàn. Một trong những tình huống rất điển hình của U23 Việt Nam ở hiệp đấu này. Những quả chọc khe để cho các cầu thủ băng tốc đã xuất hiện nhiều hơn. Những cú sút xa cũng đã có đôi lần được thực hiện. Lê Văn Xuân. Đường chuyền dài của Bùi Hoàng Việt Anh. Đây rồi, dứt điểm. Vẫn không chưa dứt điểm thành mà công. Trả bóng lại nhưng cũng không có một cầu thủ áo đỏ nào có thể đón được đường chuyền vừa rồi của Văn Đô. Pha phá nguy hiểm. Thẻ vàng dành cho Bùi Hoàng Việt Anh. Pha bóng mới đây dù không thành công nhưng chúng ta có cảm nhận là U23 Việt Nam bắt đầu tìm ra những con đường để đến gần hơn với khung thành của đối phương. Trong đó những đường chuyền xẻ nách hay những pha thả quả bóng ra sau lưng hậu vệ của đối phương như vừa rồi để những cầu thủ như Văn Đô hay Bảo Toàn bằng tốc độ băng xuống. Đang có rất nhiều cách khác nhau để chúng ta tìm kiếm cơ hội. Các trung vệ giờ đây cũng đã sẵn sàng với những đường chuyền vượt tuyến để cho những cầu thủ ở phía dưới băng lên. Phải nói là U23 Đài Bắc Trung Hoa đang có một trận đấu thành công về mặt chiến thuật. Và các vị trí trên sân của họ cũng đã thi đấu rất gắn kết với nhau. Tiền đạo mang áo số 9 Lin Weiqie đã rời sân và thay cho anh là Chen Shisun. Ông Kim Han Jun là người rất hiểu những cầu thủ hiện tại của U23 Việt Nam. Trần Văn Đạt. Đó là một tình huống không chơi bóng tốt của Văn Đạt. Khi có bóng thì các cầu thủ cố gắng hướng tới vị trí của Hai Long. Bóng lại tới vị trí của Hai Long. Văn Đạt. Đây là Bảo Toàn. Văn Xuân. Đánh đâu? Một đường chuyền rất hay từ bên phía cánh trái nữa dành cho các vị trí ở phía sông. Và người vừa có cơ hội nhận bóng là Việt Cường. Bóng hướng từ vị trí của tiền đạo mục tiêu Việt Cường. Bây giờ thì những quả đá phạt sẽ được thực hiện bởi Hai Long. Cú đánh đầu của Bùi Hoàng Việt Anh. Đó là những cơ hội mà chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ ở bàn thắng. Những cú đá phạt góc không có nhiều từ đầu trận đến giờ.
Khá nguy hiểm. Đối thủ có những cầu thủ chơi rất kỹ thuật, chẳng hạn như là số 11 Lee Chun Kai. Hài lòng. Đây là những lúc mà các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa đang dâng cao đội hình hơn. Sẽ có những thách thức cho hệ thống phòng ngự của chúng ta, nhưng đây cũng có thể là thời cơ cho những tình huống phản công. Giải quyết tốt những pha bóng như vừa rồi sẽ là cơ hội cho chúng ta. Đội tuyển U23 Việt Nam đang rất muốn hướng bóng thật nhanh về phía phần sân của đối phương. Thanh Bình. Hài Long. Chính xác. Lý Công Hoàng Anh. Hài Long. Hài Long, Hài Long. Chưa thể có bàn thắng mở tỷ số dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và chúng ta có thể hiểu được sự tiếc nuối của Hài Long với một tình huống mà anh đã solo. Đã có những dấu ấn từ việc triển khai lối chơi. Văn Đô. Trần Văn Đạt. Cơ hội. Dứt điểm tuyệt hay. Cú đá có lẽ là của Lê Văn Xuân. Những áp lực mà chúng ta tạo ra trong ít phút vừa rồi là rất lớn rồi. Cùng với thời gian thì những vị trí dứt điểm đã càng lúc càng trở nên thuận lợi hơn và ở gần hơn với khung thành của U23 Đài Bắc Trung Hoa. Một bàn thắng để khai thông thế bế tắc sẽ là một bước ngoặt hết sức quan trọng đối với đội tuyển U23 Việt Nam. Và đó là điều mà các cầu thủ đang nỗ lực để tìm kiếm. Bảo Toàn. Vẫn đang là Bảo Toàn. Rất cố gắng. Áp sát liên tục. Đây là Hài Long. Văn Đô. Trần Văn Đạt. Quá đông các cầu thủ Đài Bắc Trung Hòa bên phần sân nhà. Đó vẫn tiếp tục là một đường bóng sộc thẳng về phía đối diện khung thành của thủ môn Lee Quay Feng. Khá hay. Việt Cương. Vẫn là cao thủ U23 Việt Nam. Việt Anh sút xa. Đúng là đang, rồi. Đang có nhiều hơn những cơ hội dành cho đội bóng của chúng ta. Những cơ hội đến nhiều hơn nhưng thời gian cũng đang trôi đi. Đã có những nỗ lực dứt điểm từ những cầu thủ tấn công cho tới cả những cầu thủ phòng ngự như tình huống mới đây của Bùi Hoàng Việt Anh. Thanh Bình. Văn Đô. Thank you.
Còn 20 phút nữa. Những áp lực đang được tạo ra một cách lớn hơn, nhiều hơn và mạnh hơn về phía khung thành của U23 để Bắc Trung Hoa. Đến ngay kể cả một trung vệ như Bùi Hoàng Vĩ Anh cũng sẵn sàng thực hiện những cú dứt điểm. Hải Long, và điều này thì cú đá của Hải Long có lẽ vẫn là pha ra chân có chất lượng nhất. Hợp lý. Văn Xuân, Bảo Toàn, Việt Anh dâng lên rất cao và chúng ta thấy anh thường trực xuất hiện ở bên phía phần sân của U23 Đài Bắc Trung Hoa. Rất tự tin. Cách chơi của U23 Đài Bắc Trung Hoa cho thấy là đội bóng này đang muốn hướng đến một trận hòa ở cuộc so tài ngày hôm nay với U23 Việt Nam. Họ không mặn mà tấn công và thường không có đông người trong những đợt lên bóng của mình. Luôn là một sự bảo toàn số lượng cầu thủ ở hệ thống phòng ngự. Những sự điều chỉnh của ban huấn luyện lúc này có lẽ cũng là những sự điều chỉnh tốt nhất để thay đổi diện mạo trên hàng công của U23 Việt Nam rồi. Bảo Toàn, Lý Công Hoàng Anh, những tình huống tranh chấp bóng quyết liệt vẫn đang giúp chúng ta kiểm soát được khu vực giữa sân. Văn Đạt đã có lỗi từ phía cầu thủ mang áo số 12 bên phía U23 Đài Bắc Trung Hoa. Khi những cầu thủ tấn công ở gần khung thành đối phương của chúng ta luôn bị bao vây bởi ít nhất là hai cầu thủ phòng ngự bên phía Đài Bắc Trung Hoa thì thực sự là chúng ta đang gặp phải quá nhiều thách thức. Những tình huống cố định chưa được tận dụng tốt trong hiệp 1. Lý Công Hoàng Anh sẽ là người rời sân để nhường vị trí cho Văn Công. Cú đá phạt của Lê Văn Xuân. U23 Đài Bắc Trung Hoa vẫn đang phòng ngự một cách hiệu quả. Nền tảng thể lực của đội bạn cũng rất tốt. Thực tế thì các tiền vệ phòng ngự của U23 Đài Bắc Trung Hoa đang tạo ra một hành lang tương đối an toàn và ngăn chặn được những tình huống mà các cầu thủ ở tuyến 2 của U23 Việt Nam băng lên dứt điểm. Văn Công đã thế vị trí của chính Hoàng Anh. Chân trái, cú đá của Bảo Toàn. Một pha qua người hay, nhưng cú đá cuối cùng vẫn được bóng đi không chính xác. Hey.
số lượng cơ hội mà đội bóng chúng ta tạo được trong hiệp 2 lớn hơn so với hiệp đấu đầu tiên. Mật độ của những cú sút cũng là dày hơn. Do vậy cho đến lúc này thì cao trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa thể làm tung lưới khung thành của U23 Đài Bắc Trung Hoa. Những pha xử lý mang dấu ấn cá nhân đã xuất hiện từ những nỗ lực của Hai Long, của Bảo Toàn. Trần Văn Đạt. Cao thủ U23 Đài Bắc Trung Hoa gần như nhường hẳn khu vực giữa sân cho U23 Việt Nam. Nhưng họ chơi rất quyết liệt và kinh kẽ trong khoảng chừng 30 mét đổ lại với khung thành của đội nhà. Hải Long, Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng. Vẫn là một vị trí nhận bóng ở quay lưng lại với khung thành đối phương của Việt Cường. Tất cả các tuyến đều đã được huấn luyện viên Park Hang-seo thay đổi những vị trí. Văn Đô, Thanh Bình, Văn Công. Rất khó khăn. Đội bóng chúng ta đang phải chuyền bên phần sân nhà để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. U23 Việt Nam đang phải đối mặt với một đối thủ chơi phòng ngự khó chịu. Họ cũng đang chuẩn bị một nền tảng thể lực rất tốt ở trong trận đấu này. Không hề có dấu hiệu bị thua hơi trong những pha tranh chấp và vẫn đang chạy liên tục ở trên sân để bịt kín những khoảng trống. Ở hiệp đấu này thì Levando không có nhiều được khoảng trống nữa. Đường chuyền của Hải Long vẫn chưa thể có cú dứt điểm. Và chúng ta chỉ có một quả đá phạt góc trong pha phối hợp hay vừa rồi. Và đó là một tình huống xâm nhập đầy bất ngờ của Lê Văn Xuân. Thêm một tình huống cố định nữa cho chúng ta. Lê Văn Xuân. Đấy đâu? Đó là tình huống có mặt của Trần Văn Đạt. Phút 80 rồi. Văn Xuân. Và xử lý của Nhâm Mạnh Dũng. Hai Long. Vẫn là U23 Việt Nam. Việt Cường. Một trận đấu rất nỗ lực của các hậu vệ U23 Đài Bắc Trung Hoa. Còn hơn 10 phút nữa thôi, tính cả thời gian bù giờ. Đội bóng của chúng ta đang chạy đua với thời gian. Thanh Bình. Sao chỉ
Việt Anh, Lê Văn Đô. Hợp lý. Hài lòng. Cánh trái. Rồi. Đó là Lê Văn Xuân. Lê Văn Xuân ở trong những phút vừa rồi đã có rất nhiều những tình huống xâm nhập âm thầm vào trong khu vực 10, 6m50, và bây giờ thì anh đã làm nên chuyện với một cú đá chính xác bằng chân phải. Và trong một thế trận khó khăn như thế này thì không hề quá khi nói rằng Lê Văn Xuân đang mang đến một mùa xuân sớm cho chúng ta. Đó là một tình huống. Đó là một tình huống như từ dưới đất trỗi lên của Lê Văn Xuân sau một pha kiến tạo tuyệt vời của Hải Long. Anh Cường có thấy là trước đó thì đã có những tình huống xâm nhập vào khu vực cấm địa của Lê Văn Xuân để đón những đường truyền của chính Hải Long. Khi Hải Long xuất hiện thì hàng phòng ngự của Đài Bắc Trung Hoa cũng phải chú ý tới cầu thủ của chúng ta nhiều hơn. Và khi đó thì khoảng trống xuất hiện cho các đồng đội, và Hải Long đã làm tốt nhất công việc của mình, cũng như Lê Văn Xuân thì cũng đã chuyển hóa tình huống đó thành một pha bóng hoàn hảo với bàn thắng quá quan trọng. Xin được nhắc lại một lần nữa là tỷ số của trận này đang là 1-0 nghiêng về phía U23 Việt Nam, khi mà bộ phận kỹ thuật tại xe màu của truyền hình nước chủ nhà vẫn chưa kịp thay đổi tỷ số ở góc bên trái phía trên màn hình của quý vị. Chúng ta đang dẫn 1-0 trước đối thủ U23 Đài Bắc Trung Hoa. Và bây giờ thì tỷ số đó đã thay đổi sau pha lập công của Lê Văn Xuân. Liệu bàn thắng có sinh ra thêm bàn thắng cho chúng ta hay không khi mà thế bế tắc của trận đấu đã được phá vỡ, dù thời gian còn lại không phải là quá nhiều. Thực sự là không thể nghĩ rằng trong một trận đấu trước một đội như Đài Bắc Trung Hoa, chúng ta lại có thể sẽ coi bàn thắng của Lê Văn Xuân là quý như vàng. Nhưng thực sự là rất quý, bởi trước đó là những khoảng thời gian mà chúng ta thực sự gặp quá nhiều khó khăn. Miếng đánh với sự xuất hiện của Hai Long và sự xâm nhập âm thầm ở bên phía cánh trái của Lê Văn Xuân đã được thực hiện và đã được kiên trì thực hiện, để rồi chúng ta được đền đáp với bàn thắng mở tỷ số rất quý. Nó đến sau một quãng thời gian mà chúng ta tạo ra sức ép liên tục. Ngoài những suất dành cho những đội đầu bảng thì còn là một cuộc cạnh tranh dành cho những đội nhì bảng. 4 suất dành cho 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất, nên việc tạo ra một chiến thắng có cách biệt cũng là một lợi thế cho các đội bóng. Nhưng ở một lượt đấu mà rất nhiều đội bóng gặp phải những kết quả bất lợi như Thái Lan để cho Mông Cổ cầm hòa chẳng hạn, hay Singapore để cho một đội bóng yếu hơn cầm hòa, thì chúng ta thấy rằng một bàn thắng như này cũng là rất quý giá và chúng ta cần phải bảo vệ nó khi mà đối phương cũng bắt đầu dâng cao. Đó là một tình huống đánh nguội của cầu thủ mang áo số 3 bên phía U23 Đài Bắc Trung Hoa, và trọng tài không ngần ngại rút ra một tấm thẻ đỏ để truất quyền thi đấu đối với Chen Chính Hoan. Trần Văn Đạt, một trong những cầu thủ chạy nhiều nhất của chúng ta, là cầu thủ bị phạm lỗi. Đó không chỉ một mà đến hai lần cầu thủ của U23 Đài Bắc Trung Hoa thực hiện những pha bóng tấn công không đẹp đối với Trần Văn Đạt. Chúng ta hơn đội bạn một bàn thắng và đang thi đấu hơn đội bạn một người. Trận đấu còn hơn 5 phút nữa. Hải Long đang đóng vai trò một tiền vệ con thoi hiệu quả. Cầu thủ này cung cấp những giải pháp sút xa. Và bên cạnh đó thì những đường kiến tạo của Hải Long như chúng ta đã thấy tỏ ra cực kỳ hợp lý và mang tính đột biến cao. Và tôi nghĩ rằng một điểm mạnh khác của Hải Long là sự xuất hiện của cầu thủ mang số 8 trên sân, hút được rất nhiều hậu vệ của đối phương. Trước đó gần như không có những khoảng trống như khoảnh khắc Lê Văn Xuân sút tung lưới của đội bạn. Lại là số 8 bên phía U23 Việt Nam. Đường truyền của Việt Anh. Trời, 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 trời.
Sau hai bàn thắng vào lưới của Kyrgyzstan, người ta đã gọi Trần Văn Đạt là cánh chim lạ. Nhưng trận đấu này thì tôi có thể gọi Trần Văn Đạt là một cánh chim không mỏi, chạy rất nhiều và luôn xuất hiện ở những điểm nóng. Đó là một trong cầu thủ chạy nhiều nhất của chúng ta. Vẫn còn hai người ở bên phần sân nhà, Nhâm Mạnh Dũng và Nguyễn Thanh Bình, để tạo nên một lá chắn cho khung thành của Văn Toàn. Hải Long. Với Hải Long thì đội tuyển U23 Việt Nam như một cỗ máy đã có một hệ điều hành mới và tỏ ra cực kỳ lợi hại ở trong những tình huống mà Hải Long là người phát động những đợt tấn công. Với thế hệ hiện tại thì rõ ràng Hải Long chính là nhạc trưởng của chúng ta, là cầu thủ sẽ cầm nhịp lối chơi, tạo ra những niềm cảm hứng. Trần Văn Đạt đang bị đau. Ở thời điểm này thì đội tuyển U23 Việt Nam đã thay 5 cầu thủ. Trần Văn Đạt chạy rất nhiều. Trong sơ đồ của đội bóng U23 Việt Nam thì Trần Văn Đạt ban đầu được xếp đá trên hàng công cùng với Lê Xuân Tú. Nhưng khi chúng ta bế tắc trong tấn công thì Trần Văn Đạt và Mai Xuân Quyết trong hiệp 1 thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau. Khi đó thì Trần Văn Đạt rất nhiều lần chạy về phía phần sân nhà để tham gia hỗ trợ phòng ngự. Và trong cả hiệp 2 thì số 7 của U23 Việt Nam cũng luôn rất tích cực di chuyển. Trần Văn Đạt lại tiếp tục thi đấu và là người thực hiện đường truyền cho Lê Văn Xuân. Bảo Toàn. Rất hay, Việt Cường. Vẫn là Việt Cường. Bóng lại hướng tới vị trí của Hải Long. Một địa chỉ tin cậy cho những pha bóng quyết định. Việt Anh. Đúng là sau những bài học và những điều rút ra từ các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup thì ngày hôm nay Thanh Bình đang cho thấy một phong cách chơi cực kỳ an toàn và là một thủ lĩnh đích thực nơi trung tâm hàng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam. Thanh Bình. Hải Long. Rất tốt. Đường chuyền của Trần Văn Đạt sang bên phía cánh trái cho Lê Văn Xuân. Vẫn là một phong cách chơi như vậy và vẫn đang có thêm những cơ hội dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Những đường bóng thực hiện theo tuyến nghiêng mang đến những cơ hội rõ rệt dành cho Lê Văn Xuân. Phút 90 rồi. Và hiệp 2 sẽ có 3 phút đá bù giờ. Cũng giống như hiệp 1, 3 phút là thời gian bù giờ của hiệp đấu thứ hai. Bàn thắng duy nhất của chúng ta đến lúc này được ghi do công của Lê Văn Xuân. Và sự tập trung trong những phút cuối như thế này là điều cần thiết. Không có gì khó khăn đối với thủ thành Nguyễn Văn Toản. Đài Bắc Trung Hoa xứng đáng nhận được sự tôn trọng bởi lối chơi phòng ngự kiên định của họ.
Lại là một pha bóng xử lý khôn ngoan nữa của Hai Long, bóng đến chân của Trần Văn Đạt. Đường chuyền của Văn Đô. Còn hơn 1 phút nữa. U23 Đài Bắc Trung Hoa trong thế kém người hơn đang nỗ lực ở trong những phút cuối này. Và họ dâng lên thì cũng có nghĩa là cơ hội phản công sẽ được dành cho đội bóng của chúng ta. Pha xử lý của Việt Cường. Phản công. Hải Long. Bảo Toàn đang di chuyển ở bên phía cánh trái, Việt Cường ở bên phía cánh phải. Bảo Toàn rất hợp lý. Đó là pha xâm nhập của Văn Công. Quả đá phạt góc cho U23 Việt Nam. Ông Kim Han Eun và ban huấn luyện của đội bóng của chúng ta vẫn đang muốn các cầu thủ phải thật tập trung. Quả đá phạt góc này gần như là cơ hội cuối cùng cho đội bóng của chúng ta để tạo ra một cách biệt lớn hơn một bàn. Hải Long chính là cầu thủ được yêu cầu thực hiện quả đá phạt góc này cho đội tuyển U23 Việt Nam. Nhưng Mạnh Dũng và Bùi Hoàng Việt Anh đã có mặt trong khu vực cấm địa. Thêm một quả đá phạt góc nữa trong những giây cuối cùng của thời gian bù giờ. Gần như sau quả đá phạt góc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu cũng sẽ vang lên. Hải Long. Pha bóng gần như cuối cùng. Không có thêm bàn thắng nữa dành cho đội tuyển U23 Việt Nam. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài cũng đã vang lên. Vừa rồi là một tình huống mà Bùi Hoàng Việt Anh nên rút kinh nghiệm vì số 5 của chúng ta đã phải nhận một thẻ vàng. Trận đấu kết thúc. Chỉ có một chiến thắng với cách biệt tối thiểu nhưng chúng ta vẫn có được điểm số tối đa. 3 điểm cho một sự khởi đầu như thế này vẫn là vô cùng quý giá. Vạn sự khởi đầu nan. Một trận đấu khó khăn, đội bóng phải chịu không ít những áp lực, điều kiện thời tiết, mặt sân cũng không thực sự lý tưởng. Nhưng phải nói rằng Đài Bắc Trung Hoa đã chơi tốt ở trận đấu ngày hôm nay, đặc biệt là ở khâu phòng ngự. Và chúng ta đã có một trận thắng cần thiết và quan trọng. Xin được chúc mừng sự khởi đầu thuận lợi của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại bảng Y vòng loại giải U23 châu Á năm 2022. Chúng ta giành chiến thắng 1-0. Một bàn thắng rất đẹp mắt và mang đến một sự khởi đầu tuyệt vời dành cho U23 Việt Nam. Và cũng chắc chắn là sẽ giúp cho những bữa cơm gia đình ngày hôm nay của chúng ta trở nên rôm rả và hào hứng hơn.